Vụ việc vừa xảy ra với 5 công dân Trung Quốc được xem là hiếm hoi trong mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Bắc Kinh với Moscow. Theo thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, sự việc xảy ra ngày 29 tháng 7 khi 5 người Trung Quốc nhập cảnh đường bộ vào Nga từ Kazakhstan. Phía Trung Quốc cho biết biên phòng Nga đã hủy thị thực du lịch của những người này và thẩm vấn họ nhiều lần trong 4 tiếng. Đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc sau đó lần lượt nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan của Nga bao gồm Bộ Ngoại giao, Biên phòng và Tổng cục An ninh Liên bang Nga. Trong đơn, Trung Quốc cho rằng phía Nga có các hành vi thực thi pháp luật quá mức, gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc cũng khẳng định các hành vi như vậy là không phù hợp với mối quan hệ song phương đang tốt đẹp giữa hai nước, cũng như sự trao đổi ngày càng tăng của người dân hai bên. Trên cơ sở đó, Trung Quốc yêu cầu Nga xem xét nguyên nhân vụ việc và có những động thái tích cực, ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn. Nga cho biết sự việc với nhóm 5 công dân Trung Quốc vừa qua là trường hợp cá biệt. Nhà chức trách Nga cũng nhấn mạnh nước này hoan nghênh công dân Trung Quốc đến thăm Nga. Theo hãng tin TASS, Nga nhấn mạnh nước này không có chính sách hay hành động phân biệt đối xử nào với công dân Trung Quốc. Cuộc điều tra ban đầu của Nga cho thấy 5 công dân Trung Quốc bị từ chối nhập cảnh vì điểm đến trong đơn xin thị thực của họ không phù hợp với điểm đến thực tế. Theo Nga, điều này vi phạm luật pháp và quy định có liên quan của họ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga hiện đang yêu cầu Nga trả lời về các hành vi thực thi pháp luật quá mức của lực lượng biên phòng. Moscow chưa đưa ra bình luận về yêu cầu này. Cũng trong tuyên bố của mình, Đại sứ quán Trung Quốc nhắc nhở công dân nước này cần liên lạc ngay với cơ quan đại diện để được hỗ trợ kịp thời nếu gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của họ tại Nga. Đại sứ quán Trung Quốc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ, theo thời báo Hoàn Cầu.